Cái nắp này mình để chặn. Ví dụ anh chị mình đợi như thế này. Ví dụ mà trong trường hợp này mình sợ nó bẩn đấy, đợi như thế này. Này khi nào sôi nó tự ngắt này. Nóng quá ấy. Nóng rồi. Ráo dầu hơn. Ráo dầu hơn là mình đặt ở ngoài. Ê mình đi qua đó mình ăn hả? Ăn 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 mì cay phải không? Ăn xong về lấy. Ăn mì cay rồi phải như là 20 phút rồi ăn chiên nha. Rồi. Em qua bên đó đặt ăn cái rồi em về em lấy như con luôn. Hầu như chiên vào dầu thì cái nào nó cũng giống nhau hết. Nó có mùi của dầu ấy. Đâu phải có mùi của... Hoành Thánh thì nó chín dễ hơn chị nhỉ? Đây, có chiên sẵn rồi. Được à? Lâu anh Thánh này cực lắm. Bé chị? Làm lâu... Chị có mấy bé chị? Hai bé rồi. Bé nhỏ hết rồi chị. Dạ. Cũng hơi một, hơi, một hơi đứa, nhiều việc ấy. Một bé chào với gái. Dạ. Bé gái này được 2 tuổi rưỡi rồi, còn bé trai được 8 tháng rưỡi. Tháng rưỡi mà làm được cũng xài đấy. Lô bù lắm, có con nhỏ lô bù. Dạ. Có ai trông cho mình đó. Vừa giữ mà vừa làm đó. Nó không chịu theo ai, nó đeo mẹ không à. Chị ra bán đây thì nó ở ra vậy? Tối ra bán này cho với ngoại giữ. Còn không thì nội giữ. Vậy cỡ không giữ nha. Rồi. Hết luôn à? Ừ. Đại không đủ nhiêu bao nhiêu. Một buổi là bán nhiêu đây thế à? Dạ. Dạ. Đúng rồi, cái đấy là công phu nhất. Còn mấy cái này đồ này có sẵn rồi. Hoành Thánh là phải làm này kia. Là nó tự ngắt điện thôi, mình khỏi tắt luôn rồi. Dạ dạ đúng rồi. Nó tự ngắt này sao? Tự ngắt quá. Đúng rồi, nó tự ngắt. Có đồ mình bỏ vô cái nó sôi liền không? Đúng rồi, chính xác ấy. Thì nó cũng sôi thôi. À, nó
nó tự nóng lên. Tức là hình như là cái cục nhỏ trong kia là cảm biến này sao? Tức là có vật cản là nó sôi lên, nó nóng lên lại.